Đây nè cả nhà. Thánh kèo tém ngân cả nhà ơi. Tém luôn chứ. Đau quá. Đường. Tới đây đâu có sao không anh Tài? Không. Ủa, không điệt gì. Đây 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 có điệt này cả nhà, đây đây đây. Đó đó. Hôm nay là bé Hạt Tiêu sẽ dẫn anh Tài chậu ra vườn để bắt ốc á. Bắt ốc á? Anh Tài có thích không anh Tài? Có chứ. Này là bé Hạt Tiêu, anh Tài là mượn áo của chị gái. Chị gái á, áo của cháu chị gái á. Đó. Sẽ tay rất là lạ nha. Đây, giờ thì hai cả nhà, đây là cái để đi xúc á, cả nhà đi xúc cá. Đây, cái giỏ đây đựng. Cái giỏ đựng cá này. Mà giờ... đi bắt ốc. Giờ thì hai chị em sẽ ra ruộng nha cả nhà. Đi thôi. Đi. Let's go. 6 ngày 6 đêm ở ngoài ruộng. Đúng rồi, 6 đêm đi bắt ốc nha cả nhà. Đi thôi. Đó. Đây đây ở ngoài ruộng đây cả nhà ơi. Đây, sau lưng tụi em là ruộng nha cả nhà đây. 6 ngày 6 đêm ở ngoài ruộng. Let's go. Đây, sau lưng còn có chị gái với mẹ chồng chị gái. Đây đây, đi chết. Nhìn đồ chị gái mắc cười của anh Tài, biết cái này không anh Tài? Cái này hả? Cây dâu tầm anh Tử à? À cây tờ ơi, tưởng cây đang cầm. Cây dâu tầm. Ở đây có cá không ta? Không biết nữa, để tí nữa mình xúc thử coi ha. Đây. Ôi, dép thôi. À, con dép của tụi em đang mang rồi cả nhà. Đây, em quay rồi dép của tụi em cho cả nhà xem. Đó, cả nhà xem dép của em. Dép của em mang à? Như một khúc luôn. Em quay tay. Đây là tay của em. Đây. Em thấy con ốc anh Tài đâu? Đó, thấy thằng này nè, con ốc, nhưng mà con ốc ngọt xíu à. Cái đó. Này người ta không có lấy ổ đâu. Người ta mở cứ lấy người ta lấy cái tay. Bỏ dép trên đây nè. Wow, quá trời ốc luôn cả nhà ơi. Lấy dép kẹp lại cho chị đi, kẹp túi lại. Đây này. Đó, chị gái bắt được con ốc. Chị gái rồi cái nó lá mắc cười quá à. Hai gái rồi cái nhà. No. Mà mình không mặc áo thầy tay của anh Tài. Rồi giờ mình chiến thôi nào. Biết không anh Tài biết làm không? Trời nóng quá vậy ta. Nước nóng. Khuột lên cái khoai khuột cái nào. Nắm ba kia mẹ ơi xuống đây. Từ từ thì em quay cảnh cho cả nhà xem đó. Cảnh ở đây rất chi là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Bốn bề đều là núi nha cả nhà. Nhà bé Hạt Tiêu bên kia, cả nhà ở dưới tốt bên kia luôn á. Coi anh Tài chí tiểu. Anh Tài cho em cái đó, đi xúc. Đi xúc cá. Anh Tài đưa em. Đợi em hả? Đưa em. Thôi cho em chơi. Cho em xúc cá cho xem nè. Đây có nồng nồng hả? Đâu? Đó, nè nè nè. Đây, gọi chỗ nước trong cho cả nhà xem nè. Đó. Con này nè. Đó, con nồng nồng cái đuôi nó cả nhà. Bắt nó. Bỏ nồng nồng vô nha cả nhà. Rồi, bây giờ em sẽ đi xúc nha. Ôi, em bắt được con này nè. Đâu. Con mà khi nãy, khi nãy anh chưa anh ăn á. À, con cà cuốn. Phải hả? Ai biết đâu nó đợi á. Đâu cho anh xúc thử thôi. Thì nha, để mình xúc theo cái đường này nè. Mình xúc theo đường này mới được nha. Nó có một con đó, còn anh ra ngoài là không có được. Nãy giờ anh lội đi chơi á. Em gãy xuống cái nó vô đầu anh hết rồi nè.
Lại nha. Đây, để anh xúc theo cái đường nha. Wow, không có con gì luôn á. Wow. Rất là nắng luôn á cả nhà ơi. Đây, giờ bé Đê sẽ quay cho tài tiếp theo. Wow. Wow, có ốc. Giờ mấy giờ chiều nhưng mà vẫn còn rất là nóng cả nhà quê á. Đúng rồi. Tôi tại cái chợ không có đem quần áo lên đây nhỉ. Không biết là sẽ đi xúc với chị gái á. Nên là không đem nên là mình quần áo nó không có áo dài luôn. Đây, anh Tài xúc xúc đi. Quá trời nè. Đâu? Nè các con hồi sáng nè. Ờ. Ủa không phải? Không phải đâu, cẩn thận con đỉa nó cắn nha. Anh Tài có sợ đỉa không? Đỉa hả? Ừ. Sợ không? Sợ. Xúc xúc đi. Anh xúc đi. Xúc theo cái đường bờ á, bờ. Xúc xuống á, anh Tài, anh phải xúc xuống xíu. Có con gì không? Có. Đâu? Trên. Trời ạ. Quá trời trứng ốc này cả nhà. Đây là trứng ốc. Đây nha. Không biết anh Tài có xúc được con gì không ta? Có không anh Tài ơi? Ô, ốc. Sao mình không mở ra sau lưng nữa? Đâu rồi? Không mở ra sau lưng nữa còn gì nữa đâu. Anh mới bỏ ở đây đâu rồi. Nó rất mất tiêu rồi, nó đi mất tiêu rồi. Đi mình đi lên chỗ chị gái đi. Lội nha, tụm tụm luôn á. Đây là bé hàng treo sắp nước. Ô. À. Ốc nè. To chưa? Chưa to khủng lồ luôn á. Đây. Ủa rồi. Đây. Ui, cái gì á? Em bắt được hai con nồng nọc này. Ủa. Con nồng nọc này ở quê em người ta bán mắc lắm á. Mắc lắm hả? Ừ. Ở ký bao nhiêu á? Đây, thường thường mình xúc theo mấy cái ganh. Nó sẽ có. Đâu, quay qua đây, quay qua. Cưa vô trong con ốc này. Con gì á? Con nồng nọc cưa vô trong con ốc này ha. Đó. Đây. Bữa nào mà nhiều nước là hình như nó sống rồi đấy á. Ờ. Mà ở đây sao không thấy cá ta? Ừ, ít cá lắm. Cái này có nồng nọc này anh Tài. Ừ. Anh Tài thấy đây. Ừ, nó chạy vô. Đây này, cái này là người ta làm vậy để có cá tre. Ờ. Cá tre nhỏ á. Rồi có chưa? Con đỉa kìa anh Tài. Ủa? Con đỉa kìa. Đây, con đỉa này cả nhà. Đây. Đó, đấy. Đây em bắt con nồng nọc nha, cái mình bắt phải nhẹ nhàng hai tay nó mới vô á. Đây nè, hai con. Được con nào anh Tài? Đây xúc được hai con nồng nọc đây. Wow, rồi có ta một lần hai con luôn á. Đây bỏ vô sinh linh. Đây, đây là cái mạ non á cả nhà. Đây là mạ non, người ta đang trồng mạ để mình gieo xuống á. Đó. Đó. Đây nè cả nhà. Anh chèo té ngưng cả nhà ơi. Té luôn chứ. Ôi, đau quá. Đâu? Tới đây. Đâu có sao không anh Tài? Không. Hơi bệnh đúng không? Này chụp hình cho em bé mới rớt xuống vậy á. Ui sorry anh Tài, anh Tài biết hoa sim không anh Tài? Hoa sim đâu? Đây này. Đi mình đi coi hoa sim ha. Ừ. Ra đây. À hoa sim nè. Ừ. Đây này hoa sim này cả nhà. Hoa sim. Hoa sim này cả nhà. Hoa sim tím đẹp quá. Tím đẹp trên sim. Đâu? Qua đây. Đây đây. To wow, chưa? To vậy? Nó mọc chân luôn rồi kìa. Con này là con nồng nọc. Con nồng nọc kia là con nồng nọc nhái. Wow. Cái này nè. Kỳ đà. Bây giờ bé Hạt Tiêu sẽ bắt nồng nọc bằng tay nhé. Đâu? Đây. Thì em sẽ kiếm một con khác nha. Em sẽ đi kiếm một con khác nha, em bắt nha.
đây đây, ui có nó đi có đôi có cặp luôn á. Bắt chín không? Không, cái này không chín nè. Mẹ mới thấy hai con chạy qua đây á. Đây 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 đây. Đây đây đây. Không, cứ leo leo. Đây, ngày anh Tài lấy cái xúc to nha cả nhà. Đố anh Tài bắt được luôn á. Nó ở gần bờ, anh Tài nó chạy vào bờ rồi. Đâu? Anh bắt nhẹ nhàng thôi, anh đừng có xuống sâu quá là nó không có được đâu. Một thanh niên đang đi xúc cả nhà ơi. Cảnh ở đây rất là yên bình luôn á. Đi đường bên này này cả nhà, mình đi theo cái ngọn núi này là mình sẽ đi ra thị trấn Cái Hạt Tiêu á cả nhà. Cái cây đó có gai đó. Đây giờ anh Tài đi qua cái này coi, cái này giống cầu khỉ ở miền Tây á. Cái cây xấu hổ á Tài. Gặp đúng cây xấu hổ đâu đúng không? Đi. Anh Tài có đi đường anh Tài, thử thách á. Có đường nào không gai không ta? Bức. Cho em đi trước câu này. Anh cầm cái máy quay đi. Coi tại cái chợ đi cả nhà. Người miền Tây biết đi cầu kỳ không nha cả nhà. Rồi đó. Chợ đạp gai thôi. À vậy ở đây. Cái này có gai không? Đây rồi. Đây. Không biết cái này có sụp không? Ngặt nó sụp thì xem có vui không? Ở dưới này là cái mương á, dẫn nước về. Đi. Sau một hồi đi bắt ốc thì cũng đã được rồi nha cả nhà. Thì giờ Mẹ Hạt Tiêu và anh Tài cứ chờ sẽ đi bắt hến ngoài bờ nữa, ngoài ao á. Sau một hồi đi bắt ốc thì mình mấy như con trồn. Cả nhà thấy không? Hai tụi em nè, xin không á cả nhà ơi. Em mới té đó cả nhà. Thì bây giờ tụi em sẽ đi bắt hến, xong rồi tụi em sẽ quay thành quả ngày hôm nay của tụi em cho cả nhà xem nhá. Đây. Đi thôi. Anh Tài đem cái gì á anh Tài? Cái bị. Cái đó anh Tài biết làm từ gì không? Biết. Làm từ gì á? Để ra. Bị. Thị ơi Thị à. Thị ơi bị bà. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Có đâu. Không. Không. Chứ làm sao? Nè chuẩn bị té nè. Cẩn thận nha anh Tài. Ừ. Đây, tụi em đã đi tới ao nha cả nhà đây, cái ao. Rồi, giờ sẽ xuống lỡ thôi. Không biết có sao không nhờ cho chị gái xuống trước đi ha. Tại vì chị gái cao cả nhà. Chị gái là người. Tại vì chị gái cao hơn Tài với Hạt Tiêu nên là Hạt Tiêu mới thấy trèo hô giáo xuống trước, thật sự lắm cả nhà. Không sao đâu. Em cứ thử thôi, không sao lắm. Không sao, không sao anh Tài. Không, không sao. Không hề sao. Chị gái đuổi theo lá mắc kính quá. Nè chị gái. Này chị gái đang lấy cái cây xúc ở cả nhà test thử coi nó có sâu không. Đưa lên đo anh Tài đi chị gái. Chị đưa lên đo anh Tài coi. Tới đâu anh Tài á. Không sao, không sao. Đó, anh Tài đo coi. À, tới đầu gần đầu gối, trên đầu gối xíu anh Tài. Đầu gối xíu rồi. À, mực nước nè. Mực nước nè. À đó, mực nước á. Tới ngay cái. Chị lấy quần áo, mặc quần áo vô lại đi. Trời, nó kéo tôi xuống. Đây. Ủa sao đốt này cả nhà ơi. Mẹ Tiêu đặt máy quay nha cả nhà. Đến cứng hả? Chưa đâu, chưa ra sâu á. Đây, vì anh Tài mồ cái chân á. Anh mồ coi là anh thấy chỗ nào mà nó cứng cứng á. Nó cứng cứng mà nó cứng một cục riêng thôi nha. Con hến nó bự không? Quay lên một cái cướp. Trời luôn á. Chị gái. Con hến nó cũng bình thường á. Coi cảnh chậm kìa. Không phải là ai dẫn ai nữa. Thank you.
nghe mọi người nói là nhiều lắm. Mùi gì vậy? Em thì được con cá nha. Em thì được con cá. U hai con luôn á. Hai quả luôn á cả nhà đây này. Xong rồi thì ra đi. Mừng quá đây chị gái làm gì đó. Cả nhà có thấy không cả nhà ơi? Đây nè em đây. U hai con to con nhỏ. Chắc nó đang chuẩn bị nó hẹn hò á cả nhà. Nó chuẩn bị hẹn hò cả nhà ơi. Mẹ con hả? Đây nè anh chào. Ủa chị mới cắt ăn. Đây. Chị em đưa cái này cho cả nhà coi nè. Wow! Đây đưa đưa coi cho cả nhà coi với em đi lấy cái thau coi. Em lấy cái thau em bỏ. Đây, sau một thời gian thì tụi em đã bắt được từng này nha cả nhà. Đây anh Tài đi không kiếm
tay. Nhớ tay quá. Không. Ấm lên. Không lên chút gì đúng không? À, kéo bàn tay đi trước này. Chị gái. Kéo chị đi. Sao? Đây là cả nhà tặng quà được có tí thôi nha. Tại vì mấy chị em chưa có kinh nghiệm. Ôi, lên nước nó lạnh kìa. Lành teo luôn á, mặt trời luôn á. Sao vậy? Đây mặt trời đó lạnh này nha cả nhà. Mấy giờ? Bây giờ không biết mấy giờ ta. Lạnh quá à. Đây là thằng quà của buổi chiều của mấy chị em nha cả nhà. Rồi đây cả nhà dòm cái móng giò nè. Về chặt bỏ hết người mất. Móng tay như vậy nè. Về chặt bỏ hết trơn rồi. Thôi. Đây giờ mấy chị em sẽ tắm rửa nha cả nhà. Trời ơi. Như cả ngày luôn mà được có như này nha cả nhà. Được có như này ơi. Nhưng mà rất là vui, vui không anh Tài? Vui em có chứ thấy, em thấy vui lắm á. Anh vui chứ, có người lụm mò được có mấy con à? Hai con à. Ai? Có người mò được hai con là nhiều nhất á cả nhà. Đây là vườn cà với vườn ớt á. Thì mệt lắm á cả nhà. Mệt quá trời luôn á. Thì chắc là giờ tụi em sẽ xin kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Nếu cả nhà thấy video hay thì hãy cho tụi em một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ạ. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà.